tôi xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái bàn tay của quỷ nha. Wow, cái này mình gọi là bàn tay của quỷ các bạn. Nắm cầm các loại như dĩ sắt nè, cọc sắt nè, các loại luôn các bạn. Nắm thật chặt, rất là mạnh mẽ. Nó có búa nữa các bạn. Hình như là búa lúc mà muốn giọng ha, muốn ép một cái vật gì đó, cái là bấm vô đầu búa là gõ bum 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 là vật nó sẽ mau xuống ngay các bạn. Bạn thấy không? Ở cái đầu mình đang quay nè. Để hồi mình sẽ review cho bạn xem như thế nào. Ở cái cẩu xa xa đó đang rút lên đó các bạn, thấy không? Bàn tay của quỷ đó, thấy không? Dễ dàng lắm các bạn. Cầm nắm rồi, để mình quay cho bạn xem cầm nắm như thế nào. Tấm sắt rồi đó mà. Wow, wow, dễ dở lên thôi. Hay quá. Cực kỳ hay các bạn ơi. Còn dễ dàng, đơn giản hơn là một cái gào mút nữa. Cái gào xe cuốc các bạn. Vậy còn khó hơn là cái gào quá. Mình thấy này cầm nắm dễ hơn, chắc chắn hơn, an toàn hơn. Gầu mút còn bung, còn này không bao giờ bung các bạn. Mình thấy rất là chắc. Wow, cần dài thiệt mấy bạn ơi. Hiện tại giờ mấy chú này đang làm là bờ đê, bờ bao cặp sông nữa các bạn. Wow, wow. Vậy mà không chịu bung nữa các bạn thấy không? Hết hồn, hết vía. Hết hồn. Đây xa xa là bàn tay của quỷ đây các bạn ơi. Ở hiện tại giờ đang rút cái cừ dài thòn lòn các bạn thấy không? Cây cừ này cừ sắt các bạn. Dài mấy chục mét á. Tại cẩu này cần dài lắm. Dễ dàng. Rút lên nhấn xuống, rút lên nhấn xuống làm như là ăn cơm bữa đó. Nó có cây búa giọng nữa các bạn, chứ không phải là cẩu không nha. Nó có kẹp rồi có búa giọng nữa. Hình như rung 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 cái là cái cự xuống à. Nhờ cái độ rung đó mà cự nó xuống, chứ thôi sao xuống được. Đúng không các bạn? Phải có lực đẩy, đẩy nó mạnh nó xuống chứ. Còn lại xuống ót 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 luôn, hay thiệt. Ở xa xa đó có cẩu vàng đó các bạn thấy không? Giọng cái cừ xuống nè nha. Đang chuẩn bị giọng cừ xuống đây. Cờ dài quá bạn, rung cái hội xuống lúc 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 luôn. Dễ nhàng.
xuống các bạn. Ép từ từ từ. Các bạn thấy không? Ở xe cẩu dây của mình á, hiện tại giờ đang đóng cừ nè. Đóng bằng búa, búa bự lắm các bạn. Đang cẩu cao lên thiệt là cao, dựng đứng cái cừ lên. Dựng đứng cái cừ lên để mà lấy búa chồng vô đóng các bạn. Mà đóng dễ dàng lắm, nghe bụp 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 vài cái rồi xong. Cừ lúc hết cái cừ luôn, mười mấy mét. Dựng đứng nhẹ nhàng dễ dàng ha. Ôi, cho các bạn thấy toàn cảnh luôn nè. Ồ. Rồi cần cho các bạn thấy cừ dài cỡ nào, bự cỡ nào các bạn. Treo lủng lẳng toàn ten luôn. Quay qua. Đó, thấy không? Hiện tại giờ mình thấy là cái cừ này hồi nãy đóng hết một cây các bạn. Giờ là đóng cây thứ hai. Một cây thứ hai sau mà nhồi chung một cây luôn các bạn. Hình như là mấy chú thi công đang nối cừ. Đang nối cừ các bạn. Đó, điểm nối nè. Giữa cây cũ và cây mới nè, các bạn thấy ngay chỗ chú áo đen á. Ồ, cây cũ và cây mới đó. Đang điều chỉnh cho ngay để nhấn xuống các bạn ơi. Giờ là nối đã xong rồi. Giờ cẩu dây này sẽ cẩu búa đem lên đóng cái cừ khi nãy mà nối lại các bạn. Cây cẩu dây nè, thấy không? Rồi cẩu cây búa lên. Đó, kéo búa lên từ từ thôi, coi chừng gớt búa. Từ từ thôi, chậm chậm nhẹ nhẹ thôi. Cái búa cẩu lên nè, các bạn thấy không? Cái búa to thiệt là to, các bạn thấy không? Được cẩu lên đó. Ồ, búa bự lắm các bạn ơi. Búa nó bự già quá luôn. Cái búa cẩu lên để lên đầu cừ nè các bạn. Bự chà bá luôn. Búa bự chà bá luôn. À, các bạn thấy không? Cái đầu cẩu dây này kéo lên. Kéo lên trên đầu cừ á. Đầu cừ bê tông nói hồi nãy các bạn. Từ từ chậm chậm, tại búa này rất là nặng các bạn. Búa này đóng lực lắm, đóng xịt khối luôn. cẩu dây rút từ từ lên các bạn. Cái búa tiến lại gần cái cừ rồi nha các bạn. Chuẩn bị thúc vô nòng là quất thôi. Ở dưới là có một anh thợ đóng cừ. Có cái dây giật đầu búa để búa nó dập. Có dây hồng hồng ở dưới á. Giật là búa đập nha các bạn.
bạn coi đóng như thế nào, xem cùng mình nhé. Tiến lại, tiến lại gần. Rồi, giáp mặt nhau. Ôi, chồng vô. Rồi, được rồi các bạn ơi. Thấy chồng vô được rồi. Hơi chối. Ủa sao ép nhẹ xuống rồi ta? Mình thấy ép nhẹ nhẹ xuống à. Chắc là độ nặng nó nhiều. Mới giờ mua cây búa xuống là chưa đóng nữa là nó đã xuống ót 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 rồi. À, các bạn thấy không? À, đầu búa bắt đầu giờ hoạt động rồi các bạn. Đó, ghê không? Mỗi lần đóng rồi xuống cả mét đó các bạn. À, mình cho các bạn xem kỹ nè, đầu giọng búa nè. Xuống ra. Hay thiệt, tiện thiệt. Xuống quá trời xuống rồi các bạn. Cây cừ dài mấy chục mét á, mà đầu búa giọng cái một mà xuống mét, giọng cái xuống mét. Ghê thiệt. Xịt khói đen luôn. Quá trời xuống mà ót ót luôn à. Xuống ót ót luôn các bạn ơi. Giật nữa, ở vừa dưới có người giật cò á các bạn. Giật đầu búa đóng mà, giật đầu búa đóng. Giật, 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 giật. Đó. Hay thiệt. Tích tắc cây cừ mấy chục mét xuống à, sắp tới đáy rồi các bạn ơi. Giật tiếp. Xuống ốp ốp luôn các bạn ơi. Màu quá. Tích tắc. Thường thường người ta làm cầu cũng đóng mấy cái dàn chân như vậy các bạn. Mình thấy đóng bự lắm. Bữa nào mình quay cảnh đóng cừ làm cầu cho các bạn xem nha. Ôi sắp hết rồi các bạn ơi. Còn hơn phút nữa lúc hết cây cừ rồi. Hiện tại giờ mình quay mà bên phía thi công không cho quay thì mình không biết lý do tại sao. Bên trong thì các bạn theo dõi ha. Ô tay à. Ồ, rút cái cừ sắt lên rất là đơn giản các bạn. Mình thấy rất là đơn giản. Bằng động lực nào mình không biết, nhưng mà cái búa cứ giọng tung 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 tung. Cái là cây cừ dài đâu mười mấy mét á lên ngọt xớt à. Wow, hay quá, tuyệt vời. Wow, xe cẩu đang tiến về phía trước để nhổ cây cầu tiếp theo, cây cừ tiếp theo nha các bạn. Đó, kẹp vô, kẹp vô, kẹp vô, kẹp vô, kẹp vô.